một doanh nhân Nam Phi trẻ tuổi được vào danh sách Forbes. Ông Sitwe Zima làm nghề giao thuốc tại nhà trong thị trấn Khayet Lisha của Nam Phi. Người doanh nhân sống ở Cape Town và điều hành một công ty vận chuyển khẩn cấp bằng xe đạp trong thành phố mang tên Ileza Express. Vì muốn làm giảm số lượng người đứng xếp hàng tại các trung tâm y tế công cộng hàng ngày để nhận thuốc cho những căn bệnh mãn tính. Ông Zima nói rằng ông từng đã bị mất nhiều thời gian đứng xếp hàng để lãnh thuốc cho bà của mình, nên đã quyết định cung cấp dịch vụ rất cần thiết này khi ông nhận ra rằng nhiều người khác bị mất thời gian quý báu để xếp hàng. Người doanh nhân 21 tuổi này gần đây đã được đưa vào danh sách 30 doanh nhân dưới 30 tuổi của châu Phi của tạp chí Forbes. Theo tạp chí kinh doanh này, ông Zima điều hành một doanh nghiệp đã góp phần làm giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế công cộng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng của mình, đồng thời cũng đã tạo ra một nguồn thu nhập cho gia đình và công việc làm cho các nhân viên của mình. Ông Zima dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để đi qua lại các con đường trong thị trấn Khayet Lisha. Ông có bằng tốt nghiệp về pháp lý và cho biết sự thành tựu của ông là nhờ một khóa học kinh doanh 6 tháng tại Học viện Phát triển Kinh thương Raymond Ackerman vào năm ngoái. Ông Zima thắng được 1.000 Mỹ Kim vì là sinh viên kinh doanh giỏi tại học viện và ông đã sử dụng số tiền này để mua xe đạp và mở kinh doanh của mình vào tháng 10 vừa qua. Nay, ông đã có khoảng 250 khách hàng. Mỗi khách hàng trả khoảng 1 Mỹ Kim để được giao thuốc. Ileza Express đã có 4 nhân viên để giúp phân phối các gói thuốc. Ông Zima dự định sẽ hợp tác với cơ quan y tế của thành phố trong tương lai để giúp ông mở rộng kinh doanh sang các khu vực khác của Cape Town, giúp cho những người bệnh nặng và những người lớn tuổi có được thuốc của họ dễ dàng hơn.